thành tông bằng. Sát phiền trào cao, người không nên hiểu à, hai màu vì à, ta sẽ dung tha đoàn lão tướng sinh tồn. Mi hãy im mồm đừng nhắc khi dùng ngay à. Mời người vào đâu nếu thân ta tông mà bạn sẽ hàng quỳ à. Không thứ tha cho lũ phiền tài chi dám trường xa đấu tranh. Xin nguyện xoay tung quanh nước sông, thâu hết binh triều đình tông chào. Tố thần quay nào sợ ai, để cho nghĩa ra tại đám đường. Phiền quốc mau đầu hàng nơi này. Tài ngũ hộ tướng chúng ta chẳng thua nhường. Trường ưng
không biết ai là người tài sức có đủ đầy dòng lực đến biên cương. Họ hét sát địch quân nghi giữa chốn sàn tường, bước đường dài trung quân ta mòn mỏi mùi phần. Nhưng phải ân cần bồi đắp gian sang, chớ lý nào nản chí tư thân. Trường xa con giặc tôi lòn, gieo rắc lễ tràn cho tống bang. Thưa cha mẹ, kìa Hồng Ngọc con, để cho con ra chốn biên quan diệt trừ phương Tà Giang, nguyện làm sao cho tổng ban uy hoàng. Xin dưng tình con trẻ tuy đào thơ liêu, nhưng chí cao không kế thù gì trang ngàn tư. Quân quốc đang thương sầu, tôi con nên xa thân. Là đệ tử tiên môn nhiều tài phép, có lý nào thất bại với tống bang? Tốt lắm, Hồng Ngọc con, cha bằng lòng cho con trẻ đến ải quan để đất nước phiên hoàng nhiều tươi sáng. Thưa cha mẹ, con sẽ về phiên bang quy hoàng giáng sang dân lành vui an. Chiến trường thể lưu danh, con đường tham sanh bia đời chê bay. Ta giúp con yên cương công thành, cần nên lo phòng thân. Hồng Nhan đội ơn cha mẹ, con quyền trừ diệt tộc bang. Nữ lưu tài gì khoe khoang, ta e mi phải nát tan thân hồng, chứ nỗi lòng dầm cho nó biết tay. Điêu đã đủ tài thử sức nơi đây.
Lọc cá và trùng phùng phú màu. Ta chê đó yếu tài thiếu sức, lại để hàng dùng phù phép hại ta. Địch luôn này thà chết thành ma, quyết không sống đầu hàng cùng phía ta. Kìa, địch công tử, tôi thương người chí cao, hơn nửa vì duyên số với nhau. Do tơ hồng khiến xu, bởi cơ trời không thể thối lui, mới khuyên ai nên thuận giao hòa và không chê bộ liễu thật thà. Hãy trọn đời ước thề ba sinh, ta chết chẳng ân cơ tóc, thù phiến xa không chung trời, dẫu sao giờ vật đồ chẳng nung nào. Giao sẽ khuyên chúa phiền lễ dân công xa tiểu bàn phải mang, để cho chàng may mắn lập công. Người hỡi hãy nên suy nghĩ, còn như cái ly phủ vàng, số mạng chàng như chỉ mong theo chuông, cùng tình đi hai nước giao hòa, cho đôi mình sống hỷ quan. Viết đi chẳng ưng, báo ân nước dân, lũ phiền bất nhân, chớ khuyên uống công. Chết xa trường, giảng nghĩa tròn ân, giờ ngón giáo chung thân a ti. Quang xin đừng xuống tay, hãy nghe lời nói, giáo hòa tớ thăm. Đoàn ngưng đi trước, ta nối bước theo sau.
đã yêu ai do lời thầy ban phán sai cớ chuyên châu trần bởi nơi căn phần đoàn nương ơi hài an tâm sẽ thua gia phụ thương tình đôi ta lo sinh hôn chàng ơi kiếp là gái trương đài bức xúc khuê môn nhưng duyên trời khiến phối hôn với dương tư trốn đau để khỏi vỡ tan hoài bao tơ hồng một tiếng thề sơn minh đã khắc đậm vợ chồng đoàn nương hỏi nêu tấm lòng phản bội tội lỗi địch luôn này tiên công sẽ phân thay Hồng Ngọc là dâu Tống Quốc kể từ đây lời phát thể nối liền dây thân ai nguyện bảo vệ giang sang Tống Phiên mãi mãi dù tai biến dương men cũng phải cứu đoàn nương ơi thốt ra câu thề ghi lòng dù mai sau bao giông đưa vào thân này nàng thương ta đã nâng sang à quê chồng địch luôn quyết sẽ tóc tơ ngàn năm mời chàng theo bên dược đường xa biên cương đến Tống Vinh trao quà thơ lòng vàng đâu ai hơn tí chung tâm không sờn nhớ đón ta sang phiền cầu hôn đường quang sáng gió câu đưa chàng quý hồi ngày mai đây chúng ta cần kề về quê hương vẫn ghi tên nàng trong hồn cầu mong chúc mai với ai đừng xa địch là về quê hương vẫn ghi tên nàng trong hồn cầu mong chúc mai với ai đừng xa tạm biệt nàng một nàng con gái luyện kiếm cung chờ giúp nước phò vua kìa đoàn nâng tỷ chị đến bao giờ chị đến từ lúc em đang xa chưa tuyệt kỷ nét hồn nhiên thêm lộ vẻ oai phong à thúc thúc đâu rồi em dạ phu thân em đang thao vợt ở võ trường cho tướng sĩ Ôn Nhuần văn võ ba bá vẫn mạnh phải không chị cảm ơn em cha mẹ chị vẫn bình yên Quỳnh Lan Yên dạ chị đến gặp em có một điều tâm sự điều gì vậy chị từ khi phiên tông cùng nhau tranh hùng cha ta bị thân dòng binh vì tóc băng xâm loạn
vua nơi thầy pháp nào sai em vừa nghe quá trái ngang cho người con gái triều phiên bởi ba thần thù quán nằm lòng thù tông quốc kia thương tâm đồng làm sao cùng nhau cứ thân thương nên lòng lo mới đến đây mong phụ thân sẽ nổi trận lôi đình vì ta ứng y cướp giao phép nước tiên trào không thể thứ tha dám dược nhỏ da với tướng giặc Trung Hoa chỉ khuyên địch luôn đợi chờ chớ vội chinh tạp quả tạc sẽ mang trọng tội em sẽ bấm cùng gia phụ rõ thông đến gặp má thân sao trước phân thường nếu mai sao chỉ đẹp than thương ông của Quỳnh Hương không hề quên là địch luôn còn một người em văn võ song toàn chỉ sẽ mãi giống là kim và đinh thô tạ Lan Yên chỉ ở lại ải quan chờ đợi. Dạ, phó soái Dương Hoài Nữ lượt trận phản hồi, chúc nguyên soái miên trường vĩnh cửu. Đáp lễ Dương phó soái. Bái mừng phó soái. Mời phó soái kỹ thượng tọa an. Đa tạ. Phó soái lượt trận ở biên cương như thế nào, phiền tướng lợi hại ra sao, vui lòng cho bổn soái tường cớ sự. Bẩm nguyên soái, Dương tôi lượt trận đồ binh thấy rõ ràng tại chốn biên dinh, nơi chiến trường cờ trống liên bụi mịt mù sương lam dày đặc, lại có Dương Hòa Thượng bàn môn cùng với hàng tướng sĩ tiên bang chi động trận tiền sắc khí quay gian và chực chờ kiều chiến tống vàng. Mới nghe qua thật là lo ngại, tả đạo bàn môn vũ lòng phế tài thì dân lành sẽ chịu tham tài, ta phải tính toàn ngày bảo tồn tấm địa. Nguyên soái lệnh truyền chung cương ra quân, đáp nở hoàng ân trên dưới một lòng. Há để cho phiên bang kiêu căng bạo động à, chung kinh thường ta chi vọng thấp đèn. Hổ muốn nhảy xa phải biết tu mình,
chớ dội bất bình thất bại sẽ về ta. Dạ dạ. Điều chi? Dạ Phiên Quốc Hạ Chiến Thơ Thỉnh Nguyên Nhung khai kháng tương lai. Chà chà. Căm tức thay tà phiên, không để cho dân lành bình yên. Sầu tình khi nước non đảo điên, bấm xoáy gia nên tìm mưu chi. Chớ thớ than quân thù khinh thường, chiến thơ như hà ngài cho tôi gió thông. Gửi chiến thơ mong mời giao, tranh chúng báo ta xông vào trận tiền. Thử lực tài xem ai thấp cao quá, ngài bán quyền liền ngay. Quyền thi hành nào sai, ta thiên quân cho phiên biết tài. Nát thân tôi đây chẳng nài, dối gia ra quân thứ tài. Tiên quân biên cương nếu dài, chiến trường thề sanh tử ngày nay. Giáng chi tài chư tướng sẵn sàng gương mà giáo đao thương xa thường quy kiếm với quân phiên đào tuôn đổ máu đào quyết chẳng lúng nào. Nguyên Nhung cùng ngũ tướng tiến công vần tôi hậu tập bảo an quân tình, nhưng nhớ giữ mình trận thế vô song. Chúng tôi dân lời kiên trận tiếng là công à. Trong soái gia thương nước dân, cùng ngũ tướng đều bình đánh phiền. Ta đâu để sang hạ đáo điền, mau kịp theo cùng lo cha già. Chốn trường xa đấu tài ba, giết viên quân muôn nhà Âu ca. Huynh hỡi huynh mình đọc lỡ đường, không có lệnh xuất chinh mà trà trộn quân tình. Soái phụ sẽ nghiêm mà minh, nếu hết lòng vì nước đừng nên tiếc thân mình. Đi quân đi đệ. Âm binh nghe lời ta phán ra, xua quân di động theo khối xương. Tướng tống vào trận môn thì nên phú dây vui chôn. Xin tôn sư hãy yên lòng, con đã sai đậu thành binh. Cùng tống trào sanh tử cho chung rõ hoài thần. Thank you.
ta định liệu thế nào? Bùa linh mau cầm giữ an thân nếu xa trần tiền. Chớ có xem thường, chớ tướng chớ lợn khinh. Đông vào trận thế dù ngàn nguy nan, hề lo tông ban không nài thân. Bá chiến lưu danh dấu tan tành xa xa, vì nước phủi tân xanh chôn vùi vào bụi cát cùng đọt thành nước giống phá. Quân phiên là niềm riêng khao khát kẻ trung quốc sẽ ngửa nghiêng nếu khuyên trào chiến thắng, đeo đắng chữ hận thù cái đắng trọn đời trăng. Xin ngài hãy vững lòng cho lưu cắn ra quay, nếu gặp chuyện không ai cũng rõ tài ngũ hồ. Hạnh diện giới muôn dân là báo đền ơn, vũ lộ xem thường chuyện hộp tan là căn số của con người. Lưu Khánh, yeah. Trương Trung, yeah. Lý Nghĩa, yeah. Ta biết đường tử sanh chư tương xem thường, nhưng phải cần nên cẩn trọng đa nha. Xin tuân lệnh. Ta làm sao kính mời đó
đồng binh đao. Đoàn Hồng Ngọc đã về đến Lư Thái Quan vì dân ải mong dân để bảo toàn hôn ước. Nàng sợ tội bất trung sợ cha già hay được đành phải nén đau thương dương phần trách nghiêm đường. Chờ đợi sự hồi tâm rồi sao trước sẽ phân tường. Thơ gửi đến dịch luôn với lời thương tạm biệt chứng tỏ rằng đợi chờ tha thiết chuyện hòa hôn. Trần Thuần Dương của tà đạo bạn môn cần phải có âm xa là khắc tinh giải tỏa. Âm xa ở nơi đâu phiền dương gia phân rõ, dù phải có căn chi cũng tìm có cho ngài. Phép linh đình tìm cho đoạn nương, bao linh bên mình ta làm sao. Con hãy trao thơ này cho đoạn nương, hán tượng già thiết tha con cầu mong. Con trẻ lành mạng đi tìm cho ra đoàn tỷ, cầu chỉ nghĩ cầu chung thủy cứu mạng chồng. Nguyên soái, nguyên soái hãy khoan hồng cho địch thổ thẳng sông. Lữ Thái Quan hết lòng cầu đoàn nướng pha trận. Ta cũng sẽ bỏ qua nếu có nàng kề cận cứu bốn tướng tông cào số phận khỏi nguy vong. Con hãy trao thơ này cho đoàn nữ và tha thiết cầu nàng giúp tâm. Ta tình cha thương trẻ tư ta lỗi con, tìm Lư Thái Quan đón đoàn nương. Mong ngài tư hy sáng dân tông an nhàn, thương huynh thoát nguy lòng mình vui. Thầm khấn cầu cho trẻ khờ đường dài hay chữ an lành. Chúc con an hảo, công tử mau sớm hồi quy. Thiếu niên tài tuấn muốn vào dinh diện kiến đoàn nương. Tên họ hắn là chi? Chàng xưng danh Địch Hổ. Địch Hổ đến tìm ta có lý nào? Hay là kẻ gian giả dạng hại tỷ nương? Quân sĩ dạ. Truyền tướng binh hạ thủ. Khoan đã, Quỳnh mũi chưa nóng giận, hãy cho hắn ta vào đây. Xin tuân lệnh, quân sĩ. Dạ. Cho tướng Tống vào.
Dạ, tôi là Địch Hổ, xin cho gặp Đoàn Nương. Đoàn Hồng Ngọc là tôi, công tử có chuyện gì xin chỉ giáo. Đoàn Nương tỷ, hãy gọi em là Thúc Thúc. Đệ muốn trình với tỷ nương một điều quan trọng. Nhưng không sao, công tử hãy tỏ bài. Đây là Quỳnh Lan Yên, em chú bác của tôi đó. Chào Quỳnh cô nương. Đáp lễ Địch công tử. Bẩm tỷ nương, đường dài gian nan, lánh thơ đến tìm Đoàn Nương, mong nương tỷ thương tri, người giùm thương cứu nan trọn tình. Tuất nhi đã dám, tuy đôi bên tình thân chưa giao, nghĩa duyên đã như trầu. Nhờ tuất nhi lên đường tu quy, mang ngà sông phu lang mới mong an lành. Không về dài nàng, cả bốn tương khó toàn tánh mạng, vì ta đạo bàn môn làm ai quán dân lành. Soái phụ gửi niềm tin bằng tất giả chân thành, mong nương tỷ thương anh tròn chung thủy, chỗ thần lực phép tài tế khôn phò huy. Dân ải mong dân đang chuốc lấy sầu bi, sợ nghiêm phụ vỡ la kẻ vô nghì bất hiếu. Ba phụ sẽ thương con mọi chuyện đều thông hiểu, cầu chỉ nghĩ tình xưa liều lĩnh cứu sang hà. Sao nỡ tâm làm ngơ, cảnh đau nhớ thương trong chồng, đến nay nguy nan thì lý nào chẳng thương liều thân. Chỉ hai sông trần tiền kề, bên nàng có em cùng lo. Lan Yên, tôi đành hy sinh giúp cho tông trào, ngày sau khi chú hiểu ra sẽ không thứ tha tội tình, đừng để phiền rối cho người cha. Giúp nhau quá bao thâm tình, dâu khổ nàng quyết không hề thương. Đa tạ Quỳnh nương có lòng thương tưởng, khắc đầm ân sâu chung nghĩa gia đình. Vì chỉ tôi nên tôi phải hy sinh, mình không quen biết gia đình với ai. Huống chi ông là con trai nè, còn tôi nhi nữ làm sao thâm tình. Lan Yên cô nương, trước lạ sao quen mà. Tôi không có làm quen với ông, tôi theo chị tôi. Chị đâu em đó, chị tôi có chồng, tôi... Thì tôi cũng có chồng theo, phải không? Đoàn Nương, chị kỳ quá à, em không thèm đâu. Nhõng nhẽo có duyên ghê vậy đó. Đó, chị thấy không, chị nói cho người ta trêu em đó. Thôi, cho chị xin lỗi như em cưng. Thúc Thúc, hãy mau về trước báo tin, tôi và Quỳnh muội sẽ đến nơi phá trận. Đa tạ Đoàn Hiền tỷ.
tình. Đoàn nương với cô thi tài ba, loài yêu ta không lờ kinh cứu thông ban bình yên. Và giao quà chỉ cùng anh phi duyên lành tương quan. Em ơi em ta cùng lên đường ngay, đem phép linh diệt bản môn lòng hành. Vì tình nồng ta phán khiến tham đành, là thầy truyền bản quyết không hài lòng. Quỳnh lăng yên tí nương mau bằng ngàn ra tài. Nhà nghiệp đang chờ tròn lòng thương đâu tiếng thân này. Quỳnh lăng yên quyết tâm trung thanh tình ra chúng xa xăm. Cầu mong cha thứ ta biển cương đồng. Nước tỷ tạm biệt yên cô nương. Yeah. Phong thức thờ của hai nhàn hồng nghiêng ngang ngang vào đất nga huyền đìa trong nga đòn nương lan nghiêng quay nàng đi đâu có lý nào mỗi tháng cùng tông ban lòng ta hồ nghi ta với a mi a thần hài mừng. Đừng ham quyền dương e kiếp ta tua ta ngờ cầm ngon ngay tiếng tỳ kia cũng chỉ vì trời đông đành bó cha thì mi đừng than ta chẳng a tha ta chờ mi ra tài đi thứ phép cùng xem rõ ràng khắp cao nào ta cùng nhau thi thú nơi đây à. Phải chút lấy ưu phiền
mong vẹn ân tình, nhưng muôn dặm trường đình khó vẹn toàn ba sinh. Hãy đợi chàng hồi tính biện minh, tám giá tự nhân giả sắc đinh, tìm đoàn nương chỉ một bóng hình, địch luôn đắm tình theo sơn. Chàng hồi tình ta có bề trung tránh, nhưng nghĩ đến tự thân thêm chạnh thâm tình. Quỳnh lãng yên theo kịp bên mình, chứ trì quân nghĩa tình đeo đăng. Địch lang hỡi ân thâm nồng măng, thiếp tạm giá tự dằn nén đợi trùng quan. Lang yên theo chị. Khoan, cô nương. Hãy chăm chờ nói bao lời, cớ sao đành từ ta ra đi. Đoàn nương tí nơi đâu đã an yên tùy, lòng nào đoàn tình không thương, tình nghĩa chia đôi đường. Đoàn duyên mình kết sẽ hương nguyện ta. Phiên chào cha tôi mang mắm quan, thì làm sao giao hòa e trái ngang tình tơ. Lang yên ơi hãy khuyên nhủ phụ thân đầu tông quốc, cho hợp ý hoàng thiên, cho mình tròn ước nguyện. Vì ta đã yêu nàng, buổi đầu lữ thái quan đôi ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng tâm tư hồ già lan
Tỉnh lại, tỉnh lại trường huynh. Giật giờ tâm tính mê là thường, mình lìa đời hai áo dương gian. Trướng huynh ngán nhàng nhờ nương tỷ thương trong trừ nan, cứu qua tai nguy. Tai vừa nghe khiến tâm lòng dạt vào giây phút thương quang. Hỡi em phân tương đoàn nương tí, nơi nào người yêu tôi anh vẫn trong em. Đang vừa dậy chân đi, ai bi sầu ngàn trái, bởi già nghìn không thương. Tình đầu vừa thương tri, nay sao đành ly cách. Hỡi em ơi bao đành, xin chờ nhau sẽ vui tương phùng. Mình cần về nơi chốn vinh quang, nhớ cầu mong ai sớm vui trút mà. Kìa trưởng huynh, hãy tiếp kinh xoay phụ. Dạ, con có tội với phụ thân, xin thứ tha lầm lỗi. Địch luôn con, hãy đứng lên. Con được bình yên là cha đã thỏa nguyện lắm rồi. Kìa, con Đoàn Hồng Ngọc ở đâu? Trời, nàng đã rời xa con mãi mãi, mối duyên đầu ngàn trái tàn thương. Không trọn yêu đương con khổ nghẹn lời, lệ lòng sầu không vơi. Trời, con phải làm sao đây? Địch luôn, tại sao đoàn nữ ra đi? Khi càng qua yên khói lửa biển thủy, hai con đã làm gì để phải đành chia ly? Công tử chẳng tội chi, nguyên nhung chớ nghi ngờ. Đoàn nữ một lời trọn đời phò tóc băng, ngài nên đến mong dân quang, nhờ mai dòng thông ước đôi càng, đoàn tổng binh sẽ ghi hàng, mời khỏi lỡ làng tơ duyên. Thưa cha con trẻ bại phân, Quỳnh Lan Yên có dặn rõ ràng, con nghe phải đi với nàng đến vũ hàng đoàn lão ba. Lan Yên là ai mà ta chưa biết ngờ? Nàng là em họ của Đoàn Ương, đã cùng con trọn tơ dương, cha giúp nghi bền Nguyên Ương. Bẩm Nguyên Soái. Thầy nào Phó Soái? Quỳnh Phàm là cha của Quỳnh Lan Yên, là tổng binh trấn Lư Thái Quan phiên quốc. Đúng. Vậy Nguyên Soái hãy cho Mai Dông đến hỏi cưới Lan Yên. Nàng yêu nhị công tử sẽ hết lời khuyên, thì người sẽ thuận ý đầu hàng tổng quốc. À, đúng rồi. Sau đó địch thổ và Lan Yên về ải mong dân khuyên đoàn lão tướng, thì mọi chuyện sẽ vui hòa và cho đôi lứa đẹp hôn nhân. Hay lắm. Đã tạ Dương Phó Soái đang cần, vậy bổng soái nhờ người băng nhân dùm giúp má ta sang ai quan Quỳnh gia. Hôn nhân trước sau công thành sẽ ghi ân ngàn
thành sở nguyện. Xin bái biệt. Mình mang điều bất trung, nỗi lòng này ai tương hiếu cho. Cha đâu mang ham phẩm quan thiên trào, nhưng chỉ e miệng đời bim nhẹ. Chim khôn tìm cây đức ân mà nhờ, tôi tháo ngài thanh dương khuôn phò. Điều chi? Có sứ giả Tông Trào muốn xin vào ra mắt. Được, Lan Yên hãy cùng cha tiếp nghinh sứ giả. Dạ, huynh phàm chào sứ giả Tông Bang, mời vào hội kiến. Ngài vào trước, chúng tôi sẽ theo sau. Mời sứ giả cùng tướng quân an tọa. Chẳng hay sứ giả đến Lư Thái Quan có điều chi dạy bảo? Tôi là phó soái Tống Bang, tên Dương Hoài Nữ. Đây là địch thủ thứ năm Tống soái Địch Thanh. Chúng tôi đến đây xin thừa với Tống Bình bằng tấm lòng thanh giao. Muốn mời ai quy thuận Tống Trào, là chúa Thanh đầy đất ân. Điều thứ hai là kết thân, nguyện xoay người nhờ tôi nói hộ cầu hôn ái nữ của ngài, cho địch thổ anh hùng Tống Bang nên ở Tào Khang. Lòng mừng vui khi Tống Trào hướng mộ, nhưng rồi thầm lo đức kém tài sơ, chỉ sợ rằng không đủ sức phò vua. Riêng ái nữ thì tư đức kém thua, e không tròn đạo sẽ phụ ơn tái tạo. Khách sáo không nên, đây là lễ vật thai tình thân mật. Tống Dương đã có lòng hạ cố, lão bằng lòng quy thuận phò an và thuận tịch cho ái nữ trọn tơ loan. Xin dân ải Lư Thái Quan làm tiên lệ. Cao quý thai tâm lòng lão tướng, thái Nguyên Nhung mời công tử bái nhạc gia. Dạ, tuy chưa dân sao lễ hiệp một nhà, nhưng xin nhận một lại để gọi là tình nghĩa tế. Miễn lễ. Lan Yên tròn ước mơ thì lễ vui lòng già. Con thơ kính dân ta tình phó Nguyên Nhung dùm thương, cầu tổng phu mong với ai chung dài bền cơ tông. Lan Yên tình thắm duyên đôi vui niềm miền, nên thưa cùng Tống Bình sang ái quan mong dân, khuyên can Tống Bình lo đoàn chớ theo quân tà phiền. Con cần đi cha sẽ theo sang ngày mà khuyên già hay. Hai con tìm đến nơi giúp ba thân tròn ân. Sao nghi trong tình bạc kỳ bông con thờ hồi dinh, khiến cho lòng này không được kỳ an. Nơi biên quan tình nghi bất kỳ không nghi từng tâm. Mình
Quan Yên xin kính bái bá phụ và bá mẫu. Lư Thái Quan thân phụ cháu thế nào? Hôm nay cháu đến mong dân hạ sự. Dạ, cha con vẫn bình an mạnh khỏe. Con đến gặp bá thân vì chuyện nước nôn. Được, phu nhân. Dạ. Hãy vào trong. Dạ. Cháu, chuyện gì cháu hãy bài phân? Có tin tức chi của Đoàn Hồng Ngọc? Dạ, chị Đoàn Hồng Ngọc đang ở Lư Thái Quan cùng thân phụ cháu. Sao lạ thế? Còn nơi biên cương thấy trận ra sao? Dạ, nếu mà cháu thưa qua thì bác hứa phải thứ tha. Còn nếu bác nổi giận thì trọn đời con sẽ im miệng. Được, bác hứa, cháu nói đi. Do cảm số tin hương khi lìa trường thầy, lão sư báo rằng sau này thành duyên tòng phu hòa hôn, mối tình từ nơi tống bang. Công tử con qua nguyện xoay là định dương triều. Bao lời con nói trái tay nghe là kỳ, cổ nhân sao xứng trao duyên qua đôi giả sư truyền ban dám đâu sai lời. Tớ loan do cơ trời từ nơi trấn hàng triều đình. Trời, Đoàn Hồng Ngọc dân ngại mong dân cho giặc tông. Thôi còn chi đâu kiến trung lương tổng binh họ Đoàn giáng niên di sù. Hồng Ngọc là người phải đâu là loài cầm thú mà bán đẻ vang sang dòng phụ với phiên quan. Câu sanh tử bất sanh tâm môi dục kỳ giá muôn ngàn. Phiên dương ơi lão lễ chào chịu tội con gây lỗi tại trời đời ta sẽ về đâu. Đã thất giáo tư tình còn gây chuyện bể dâu, dân hiến ái đĩa đầu gieo sầu cho tâm hòa. Dân nước sẽ tan thương lòng già nào giọng có con hỡi nở. Đành tâm quên bỏ nghĩa sanh đi thật. Bá thân ơi hòa tông sẽ yên lành dành ngôi vị dương gia. Địch thổ tướng tài ba đến giao hòa thương thuyết. Được, cho ta gặp mặt nhau mới có lời giải quyết. Đôi bên đẹp giả tình hiểu biết sẽ hòa thân. À, vậy là thúc phụ đã bằng lòng. Con mừng quá, xin hãy chờ con mời địch thổ. Con kẻ thù nạp sát đến đây, nhận gươm bén thay ta rửa hận. Địch Lang, thúc phụ đã bằng lòng yên phận, chàng hãy vào mà nhận quà thư. Được. Dạ, tôi là Thứ Nam Tống Soái Địch Thanh, bái mừng Đoàn lão tướng. Chào địch công tử, người đến đây để khuyên dụ ta quy hàng Tống Quốc phải không? Bẩm ngài, chim khôn chọn cây lành mà đậu, tội trung tìm chúa thanh khuôn phò. Được lắm, biết thức thời xin đau đó hòa thơ. Hãy nhận lấy mà về âm phủ. Kia, Đoàn Tống Minh sao lại nói hai lời? Thúc phụ! Khốn kiếp! Thúc phụ! Ta cam chết nhưng quyết không giao hòa tông bàn. Lũ vàng tham gieo đình hoàng cho dân lành. Chung cùng vui chết đi không bao giờ phan quê nhà. Ta tâm hỡi Lang Yên đừng đến ngó trong bao người đây thưa.
thương đó mới giúp giao qua cùng tông bàn cơ sao này về hoàng cựu chưa nơi này thương đó nương thế nhau sao kinh thường kẻ thần đoàn gia chẳng tha tiện tỳ vong ân này xem lưỡi gươm của ngã ta rồi sao ai giết chồng tôi tướng công? Trời ơi, chồng tôi đã chết rồi sao tướng công? Ai đã giết chồng tôi? Cô Yến của giặc địch địch hộ này về giết ông đây bà ơi. Không, ông ơi là ông. Không ơi, Lan Yên, Lan Yên. Dạ. Sao nhận tâm công răng gà nhà giặt dơi về dài mà tù tại sao ta mà lòng thành con thương nào đành vô ân với quan người thân tôn sư đầu gian lại xin ba mẫu hãy thứ tha con cho cây ra cho ba mẫu lụy phiền chẳng qua là quan kiên ba mẫu trước
tình. Đoàn nương trở về mọi chuyện có yên, ai gây khổ lánh phiền. Quốc gia muôn đời không Thiên tấu nằm đâu rõ thấu, thiên dương không nhân hậu, nên yêu nghiệt trổ sanh. Hãy gặp ngài nguyện xoay nghịch thanh, sẽ tường tận chánh tà phải trái. Tấu nguyện xoay lên. Bình Tây đại nguyên soái kính chào phu nhân Đoàn tổng binh. Dạ không dám chào nguyên soái. Bổn chức dân lĩnh chúa bình phiên dẹp loạn, nhưng duyên trời xui khiến kết tình thân. Nay đến đây nhờ tổng binh cho hai trẻ đẹp hôn nhân. À, xin cho ta được gặp Đoàn lão tướng. Còn đâu mà gặp. Phu nhân nói gì ta không hiểu. Vào chiêu an Đoàn lão tướng, giữ trung can tuân hạ sát lĩnh lang. Địch công tử xa đau người tri mạng. Ái ơi, hết mong duyên đầu tương giao, tóc than lan tràn thương đau. Em ơi, tâm nào hiền huynh đau lòng sâu. Võ đao quân đem địch hổ pháp trường trảm thủ. Giờ tính sao khi nàng sẽ quay về đây? Hồ quán gì à, mày khó mong tồn sanh. Truyền ban ra hai giam tội đồ năm lâu, khi dâu ta về thì đem ra hành hình. Ta mong phu nhân hãy nghĩ tình hai trẻ, mong dân quan khoan thọ chế cư tăng.
ta hãy chờ đoàn nương hiệp cận giao quan, rồi chừng đó phân bày cớ sự, riêng địch hổ mạch tình cho đoàn Hồng Ngọc tha hay giết. Tôi đã chán ngang rồi sự thế, cuộc phù du dâu bể tiền khiêm, phiền Nguyên Nhung cho người cánh giữ Hạ Liên, chỉ sợ nó trung hậu gặp đoàn nương thu lộ. Hạ Liên à, ta phiền phó soái cho người canh giữ hạ nữ, nhờ bà sang quan ải lưa thai rước đoàn nương chung hiệp trúc mai, trỗi nhạc khúc thai màu tan tóc. Xin tuân lệnh. Tướng công, tướng công. Tâm trí hoang mang nghẹn ngào,
này cô ở đâu sao chăng về bùng, người ta họ ác lắm làm ông đi rồi, cô hỡi cô làm sao về đây thấy con đang lo rầu gì, ông nay đã lìa con trọn đời, ôi ác thay người ơi đành tâm giết chết ông rồi, hỡi cô ơi biết làm sao về mà gặp nhau. Cô ơi cô. Hà Liên, Hà Liên, cô ơi, cô đã về. Cô ơi là cô ơi. Hà Liên. Cô. Ông bà đâu mà sao mới ở nơi đây? Lại đổ lệ khóc than áo nào. Cô ơi, bi thảm lắm cô ơi. Chuyện gì mà bi thảm? Ông ra sao? Ông ra sao hả đi? Bị cái thằng địch hộ xa đảo. Ông có chết rồi. Trời, cha tôi chết. Cha. Cô ơi, tỉnh lại cô ơi, cô đừng làm con sợ. Ôi tang thương con xin cô hãy bớt sầu xót xa. Ông hỡi ông ơi vong hồn, ông chứng minh vong ân bất nhân đoan tình ly. Ông ơi, ta thề tra mẹ tha tội cho con.
mẹ con vẫn là con đau, hay lại cha con đã lỗi đau thờ thân. Vì hòa hiếu con hiền ải mong dân, mẹ đã hứa gả con về Tông Quốc. Không mẹ ơi, cha con chưa thần quan chồng chức, con thề không thể đổi trời chung. Dưới kẻ bảo tàng tên là Địch Ngô thì không thể nào hiệp thành duyên số. Lại mẹ tha tội tình con để khổ cho tự thân. Đã định về hôn nhân do con chọn trao duyên, chớ để già ưu phiền. Mẹ quả quyết một lời không bao giờ thay đổi. Dội ngóng cuồng sẽ mang tội ngàn năm. Ôi con mực nghẹn ta, ôi con mực nghẹn lăng nhìn ông đầm máu, nó hung tàn làm lệ đổ cho cô đừng. Cô đừng mến thương chi mà phải hận suốt đời. Cô nếu gặp cô cầm cây mà cô đập nó. Ông ơi sống khôn ông, chết hồn ông linh hiền. Chớ để cô con lấy kẻ gian tà. Trời ơi kẻ tôi rồi mà trung nghĩa dân hương ta. Hồn cha hãy thứ tha con sẽ chờ trả. Mẹ ơi hãy theo trẻ lánh xa bốn phản quyết đưa xác cha già về chi sang con mẹ. Nguyên soái, bẩm nguyên soái quy rồi. Có chuyện gì thế Dương phó soái? Đoàn tiểu thơ đã về trước chi sang, hẹn có dịp trở lại đi trả quan. Trời, bẩm sơ gia. Điều chi? Nam Thiên Dương cùng quân sư Đạt Ma nơi biên quân đến biên thùy hiệu chiến với Tông Quân. Chính bàn môn tà đạo ác nhân, nhiều tà phép sợ muôn dân đồ tha. Ôi chết rồi tên thổ, con hỡi con nguy rồi. Mi đã gây thương sầu, nhìn sang hạ cam nguy giống lòng nhà ai quán thương tống ban điều tàn. Con gây ra tội tình xin lướt sông Trường Sa, làm yên theo bên chồng hy sinh trá sông hơn xưa. Không nên liều giáo thương vô tình, quân tù đâu tha thứ cho mình. Cho con đi lên trước khi sang giang cầu, nàng vì yêu con dân tâm cố nguy cho sang hạ dân chúng đang mong chờ. Con đi đi trung yếu tâm ghi khuôn phò, nhờ nàng thương dân lâm than vào miệng hồ. Nhìn mặt đó bất nhân chất chứa nhiều đau khổ, đoàn nương khó dùng tha kỳ tương ngộ kẻ già thôn. Thế chẳng đổi trời chung cùng địch hô quang cầu. Trưởng huynh hãy im đi cho mở lời tả tội,
mi nóng nổi sai lầm gây rối khổ đời ta. Tưởng cầm sắc dao hòa chung nguyện đuốc qua, nghiệp chướng lại bày ra lỡ làng duyên số. Đoàn nương hỏi làm sao gặp mặt nàng thổ lộ, lệ nóng đông quen mi sầu khổ biệt ly tình. Nhật luôn con nên yểm lệ, ôi nhìn con kẻ xót xa cho trang hòa thương cảm. Nghịch tử quan ông tuồng làm khổ hận cho đời anh. Nguyên soái, nguyên soái có trách phiền cũng lỡ chuyện tử sanh, xin nguyên soái hãy sẵn dành lòng đổ lương. Lại nguyên nhung đèn trời thương tưởng công tử lỡ lầm đi sai hướng thâm tình, làm tan tóc đoạn nương và gây rối gia đình. Công tử biết phận mình có tội, nguyên soái nỡ giả nào cắt ruột lìa con. Nhất công tử cần lỗi suối kèo non, tìm đến trước chi sang lòng xốn nên bày tỏ. Trước là để tạ tội nhờ xó bỏ, sau là cầu diện đoạn nương phá trận cứu sang già. Địch thổ phạm sai lầm phần lỗi cũng do con, địch huynh thỉnh đoạn nương đến đây chờ xử tôi. Vì dân nước sai chỉ sẽ dâng đầu chịu lỗi, cho đoàn tỷ vui lòng mà gỡ rối gian sang. Quân sĩ, đem địch hổ giam vào ngục thất, chờ đoàn nương về đến xử phân. Địch luôn con, vì nước vẹn quân ân, đường nguy hiểm địch nhi chớ ngại. Tuân lệnh soái gia, đường ngàn trùng quan sang thân con đâu quán, mong làm sao con thấm nắng cái lời mới xây chuyện đau thương. Tan tóc phủ trùm thân phận đoàn nương, chứ trẻ nào có lỗi để tháng năm dài sám hối ăn năn. Cha con có sống được chăng, đại lương tự thân con vô cùng ân hận. Lớn phấn hồng nhãn quan trái cam đành, khổ cho gia cảnh tan tành. Hồn cha con chinh suối cùng an vui, mẫu tử sống đơn côi. Nhân thế bạc đen chuyện đã đành rồi, ân nghĩa phải dung đồi. Con hiểu rõ rồi mẹ nên yên dạ, thân mau vào nghỉ an. Mẹ vào án dứt, con cũng phải dưỡng tinh thần, chớ quá thông hận mà hao mòn sức khỏe nghe con. Dạ, con vâng lời mẹ. Hồng Ngọc, địch luôn, quan gia đến nạp mình, dùng máu đao tận sáng. Hồng Ngọc, đường Hồng Ngọc. Sao nàng đành nhẫn tâm quên hắn lời trao diễn hoành, gieo khổ sầu thề luôn đến hằng. Hồng Ngọc,
cha nàng xa đau tang thầy. Thương nghĩa tình nên ta đến đây, yêu đầu rơi thế thai cho em đền đáp sông quang cường. Ôi hỡi đoàn nương hay giết anh cha thù để cha yên lòng ngắm cười chinh son. Đình luôn xem đây đoàn hồng ngốc sư mẫu ơi, tạo ân tình duyên kiếp mà chi thêm tuổi phận nữ nhi đứa vô nghi bất hiếu. Gia thú bất cao phụ mẫu đành hứng chịu đau thương mòn mỏi chết trong lòng. Gươm biết chực chờ dung vợ sẽ giết chồng. Đạo phu thế tình nồng nghĩa nặng, tự chốt gia đình quằn nắng xót xa thay. Chữ can thường đừng mong tái lai, hãy đi đi trả dài ngày mai. Tạo tham tàn thì mang đắng cay, giữa đôi ta yên quanh địa hồng ngọc giới. Chết người nghĩ duyên ngày xưa, từ biệt xoay gia tiền đoàn nương người vợ quy. Nếu chẳng tròn câu chung thủy chân quay về, thù cha đã phủi câu thề tơ vàng dứt mối nào nề đôi. Thôi đành nhìn biết đời tôi, thay em đền tôi để nàng nguôi giận hờn. Vinh biết đoàn nương đến luôn, sao cầm đạo dứt chi cuộc đời. Đừng sầu tình con quỷ thân câu sanh thành dương dân ta măng làm trai hẹn tuổi non sông. Tôi tình địch thố gây thương sầu, tình đầu đành gian dở muôn cô. Màu thân đầu thường đường thiên lý dâm trường đoạn. Đoạn tình thân phủ có còn đâu, thuẫn hoàng thiến về tống quốc đẹp duyên đầu.
cho ngưu chức núi cầu u thứ. Mẹ, mẹ ơi, tộc Liễu Dương khăn tan, con không thể nào đến nước chữ hận thù sao trước vẹn ghi tâm. Hồng Ngọc, em theo anh về Tống Quốc đẹp trăm năm, địch thổ sẽ nạp mình đền tội mà. Được, nếu địch thổ hiểu tội mình nạp mạng, tôi sẽ đem sức tài tá trợ Tống Bang. Nàng diễn tính cùng ta lướt quan sang, ngài đại yến kẻ thù quỳ lộ diện. Hồng Ngọc con nên xóa quan cừu, không chút thâm thù cha trẻ quan hồn được siêu khói thiền. Con hãy mau vui duyên dằn nén bao ưu phiền, cho tình thêm vững vương nguyện. Con trẻ ba từ theo bước chân chồng, chua xót trong lòng nhìn theo khói hương. Sư mẫu ơi bi thương, đoàn nữ thân đoàn trường, lại hồn cha hiến linh tân tường con lên đường. Ơn mẫu thân nào quên, ngài gỡ đôi tương phùng, là nhờ mẹ hiếu thứ ta tình con. Thôi hãy mơ lướt sông kịp đến nơi kinh kỳ, ta từ thân trẻ thơ quay về kinh thành. Nguyên nhân vì sao nó xa đau, duyên thải giả
thế ơi à, nhìn xem trước mặt quân vàng đến nơi nộp mình. Lòng hờn căm kia loài gian bất nhân, tức thay cho mình tin lời nhân nghĩa nơi ai qua tóc tàn bao trùng. Cha ơi ơi nào hay hồn nghiêm đường linh thiêng về đây minh chứng giúp trả xong thầm thù. Xin nương tỷ xuống tay đừng tha, đưa hoàng gia an lòng người ơi. Soái gia ơi định phân chiếu theo luật hình đà ban ra, sát nhân tội tình nguyện không tha. Quân gia dân lời truyền đem ra hành hình. Soái phụ đệ con cùng chung chết với phụ lang, cho dứt nợ dương gian cùng đồng quan đồng. Thà tử biệt trước mâm thì sống mà chi ly cách thần thương sâu. Lan Yên nương tỷ giúp Lan Yên hóa nguyện duyên đầu, dầu hồn gửi gió mây vẫn ngắm già ngắm nghĩa nặng. Lệ mặn đắng môi hồng lòng hối hận chuyện vừa qua. Lan Yên hỡi chớ liều tan nát một đời qua, tội lỗi đó do ta nàng vô can không thể chết. Đã ước hẹn ba sinh đôi hồn cùng liễu kết, kiếp không thể bội dông nhìn địch thổ chiêu gia hình. Chúng tần quy quên mình chết theo, giữ ăn sâu chẳng thương cho thân này. Đoạn nương đoạn tình ta phải làm sao đây, thầm tức cho mi ác tâm gây chuyện. Mi muốn tròn hương yêu ta bé bàn cô liêu. Lan Yên đã phản bạn bội ân còn ác nhân phỉ bang, mi chế nhạo làm chi phần ngọc đầu tan tóc chứ. Cô cháu liên hệ gì mà than trắng phủ vào thân, chỉ cái đâm ngang ngào liền nghĩa với người thân. Em đứng đoạn thăm ân giang im vừa văn su, địch thổ lỡ xa đao nhạc giá cùng canh ngộ. Trừ giặc dữ phiên bang đã đền nợ sang hà. Trời ơi, cha mất chú còn lưu luyến mồ
tình thâm. Giờ cách biệt xa xăm thúc thân lìa dương khê. Chung hoàn cảnh đớn đau nàng hãy ngăn dòng lệ. Nếu rơi bất căm hờn nghĩa thuê hãy thư tha. Nhưng mà tội tài trời này không thể nào tha thứ được. Thôi đi, nếu thành thật tôi còn giới căm hờn, chứ giả giờ chỉ làm nóng giận Đoàn nương. Không đâu Đoàn, tất nhiên đây là sự thật. Lại xoay thân, con đã hiểu tận tường, xin tha tội cho Lan Yên và Địch Hộ. À, lòng đại lượng của Tuất Nhi phụ thân thêm xúc động, nể tình con cho chúng sống trên trần gian, để chuộc tội tình mau lướt dẫm băng ngàn xa chiến trận trừ bàn môn phiên quân. Sai phụ lũ phiên bàn giá mang tham tàn, em con mạng sống không an, người nên truyền ban trẻ thơ lên đàn. Trừ quân phiên để đắp đền ân nghĩa hoàng gia, liều thân nơi trường xa thân nát tan. Đoàn nương tôi vì dân sinh cầu nghiêm thân truyền ban, ra biên cương. Hay lắm, ca khen chân tình Tuất Nhi nặng lòng thương cảm bảo an tống cào, địch luôn hãy cùng Hồng Ngọc sông pha. Cùng Địch Hộ theo sau với đoàn nữ tướng sắp phiên đào, khi tiết lào lào sanh tử tở hồng mau. Hai đứa ta từ lúc dẫm đến biên cương. Xa trông xem kìa hai nữ nhi, mê trai tơ đầu quân tông bàn. Phan phúc cùng sông thân đánh quân giết dân thù xưa. Thôi im đi tà phiên ác tâm, thiên công xuôi thời cơ tông bàn. Hãy giữ mình cho an, đầu rơi nát hay đành mang. Đoàn nương hai tài cho chúng hết lần à. Lan Yên mau tứ chiến à, quân phiền sẽ kinh à, hồn à. Đoàn nữ phép tài thì thu nơi đây, tiên môn đệ tử Địch Thủ kỳ phùng đến. Thưa
pháo hồng trên gian đó.